Sáu căn bản phiền não Chính là tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến Trong kiến tư phiền não Gọi là lợi độn thập sự Điều này thường nói nhất Giới thiệu đơn giản nhất Tư hoặc là tư tưởng sai lầm mê hoặc có năm loại là tham sân si mạng nghi ác kiến là kiến giải sai lầm xem xét sự việc không đúng cũng có năm loại ác kiến cũng chia ra năm loại là thần kiến điền kiến kiến thủ kiến giới thủ kiến và tà kiến năm loại này gọi là ác kiến phá được ác kiến sẽ chứng được tiểu thừa sơ quả trong đại thừa viên giáo là sơ tính vị bồ tát đây chính là thánh nhân nên mới nói là nhập vào dòng thánh quý vị nhập vào dòng của thánh nhân trong tam bất thoái chứng được đệ nhất vị bất thoái họ tuyệt đối không thoái chuyển đến phàm phu nỗ lực tinh tấn về sau có tiếng chứ không thoái chứng được quả vị này quả vị này truy sức cạn chưa ra khỏi luân hồi lục đạo nhưng quyết định không đọa vào ba đường ác trong lục đạo đã bảo đảm bất luận có phật xuất thế hay không cũng không thành vấn đề không có phật xuất thế thì có bồ tát a la hán đến dạy họ sẽ quan tâm quý vị có phật xuất thế thì quý vị thường theo phật để học ác kiến là kiến hoặc tham sân si mạng nghi là tư hoặc gọi là kiến tư phiền não ác kiến là kiến phiền não cái thấy hoàn toàn sai lầm tham sân si mạng nghi này khiến chúng ta nghĩ sai tư tưởng sai lầm hay nói cách khác nếu đoạn tận tất cả những điều này thì lục đạo sẽ không còn do đó chúng ta có thể biết lục đạo từ đâu đến Lục đạo là từ trong kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm biến hiện ra. Cho nên nó là giả không phải thật. Nếu không có tư tưởng sai lầm này thì luân hồi lục đạo lập tức không thấy. Giống như giấc mộng vậy, trong mộng thì có, nhưng tỉnh lại thì không còn nữa. Chúng ta biết những thứ này nên phải thường phản tỉnh chính mình Xem có hay không Nếu có thì không ra khỏi luân hồi lục đạo Bất luận tu pháp môn nào cũng không được Tám vạn bốn ngàn pháp môn Không nói còn phiền não mà có thể chứng ngộ khai quả Không nói như vậy Chỉ có duy nhất pháp môn tịnh độ Là đới nghiệp vãng sanh như vậy chư đoạn kiến tư phiền não cũng có thể vãng sanh Điều kiện là gì? Chế phục được nó Không tiêu diệt nó Nhưng phải chế phục nó Có nhưng không khởi tác dụng Như vậy là thành công Có thể giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Có thể chiêu cảm để Phật A Di Đà đến nghênh tiếp. Nếu không chế phục được những điều này thì nó vẫn khởi tác dụng. Đến khi lâm mạng chung vẫn khởi tác dụng. Như vậy thì đời này không thể vãng sanh, Đức Phật sẽ không đến tiếp dẫn. Ngài không phải không từ bi, có những thứ này là nhiễm ô. Đến thế giới cực lạc nơi đó là môi trường trong lành sợ quý vị làm ô nhiễm thế giới cực lạc nên có những thứ nhiễm ô này thì không được vào thế giới cực lạc chế phục nhiễm ô này thì vào được vì chế phục nó không khởi tác dụng như vậy được cõi phạm thánh đồng cư cho phép quý vị đem theo dùng cách nào để chế phục một câu danh hiệu phật thật tuyệt diệu